cả nhà yêu nhá. Vâng, chào mừng tất cả quý khách hàng thân yêu lại quay trở lại với thế giới xe cũ tải xe máy Thanh Đoàn. Và ngày hôm nay chính thức là ngày 20 xe máy Thanh Đoàn cửa đóng then cài. Để thực hiện theo đúng chỉ thị của nhà nước đề ra cũng như bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình. Một lần nữa xin gửi lời chúc tất cả quý khách hàng thân yêu của em Miền sẽ luôn được bình an qua mùa dịch và luôn được hạnh phúc và an yên. Và cũng xin gửi lời cảm ơn những vị khách hàng thân yêu đã luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn trong những mùa dịch khó khăn như thế này. Và ngày hôm nay thì em Miền sẽ review rất nhiều xe tại cửa hàng. Và để cho mọi người tiện theo dõi, hôm nay Miền sẽ chia ra rất nhiều clip nhỏ và ở trong đấy thì Miền sẽ quay cận cảnh mỗi loại xe khác nhau. Và ngày hôm nay Miền sẽ gửi đến anh chị em bà con đầu tiên là mẫu xe AB. Với Miền quay vào đây, nếu mọi người chưa mua thì có thể lưu số điện thoại em Miền lại 0967424911, hoặc bữa nào hết dịch thì đến cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nằm số nhà 465 471 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng và đặc biệt có hỗ trợ trả góp. Và trong mùa dịch như thế này thì em Miền đang có hỗ trợ phí ship miễn phí trong phạm vi 70 cây số đổ về, đặc biệt tất cả khu vực miền Tây và 70 cây số đổ về thì em Miền sẽ miễn phí ship 100%. Và nếu anh chị em bà con ở miền Trung, miền Bắc thì em Miền sẽ hỗ trợ 50% phí ship nhá. Và bây giờ không để mất thời gian của quý anh chị em bà con, đầu tiên em Miền sẽ review một chiếc AB. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị em bà con là một chiếc AB mang biển 94E1 35881. Nói về dòng AB125 thì phải bàn cái rồi. Về cái độ bền, độ đẹp thì rất là chuẩn luôn. Thậm chí mẫu này thì người ta còn chuộng hơn là cái mẫu mới sau này luôn. Nói thì nói vậy thôi, tùy vào cái cách đánh giá và suy nghĩ và sở thích của mỗi người khác nhau. Và chiếc AB này thì em Miền xin miêu tả cụ thể chi tiết như sau. Con này là đăng ký là 2019-20, nhưng mẫu nó là đăng ký, mẫu cái đát sản xuất là 2018 nhá. Và cái độ đẹp của xe này thì coi như là anh ấy đẩy ra đây thì hoàn hảo, gần như là 99% giống như xe mới, tại vì xe chủ nhân đi rất kỹ luôn và thậm chí là rất ít đi luôn mọi người ạ. Đây em sẽ quay cận cảnh chi tiết chiếc xe này. Anh bật đèn trong. Chiếc xe này phiên bản màu xanh nhám kết hợp với đen. Một chiếc xe phải nói cực mới và đẹp, toàn bộ đang dán keo vừa lột ra, inox nguyên con nhá. Đó, tất cả quý khách hàng đến mua xe tại cửa hàng bên em Miền có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và cho chạy miễn phí trong vòng 1 tuần. Và những cái mùa dịch khó khăn như thế này thì em Miền sẽ hỗ trợ chạy thứ 2 tuần anh chị bà con nhé. Đó, đằng sau này còn có keo chưa lột ra, đằng trước thì em Miền đã lột keo mọi người nhé. Đó, inox nguyên con từ đầu tới chân luôn. Đó, em Miền quay cận cảnh chi tiết để anh chị em bà con dễ mua dễ bán nhé. Hai gương rin theo xe và 100% đầu nồi rin và máy móc thì khỏi bàn cãi rồi. Đó, đây này, ở đây là có thêm inox này. Đó. Và chiếc xe này em Miền đang chào bán với mức giá 27.800.000 đồng, đăng ký lần đầu tiên 2019-2020, mẫu là Dash 2018 nhá. Đó, mua bán là nói rõ ràng chi tiết. Trong quá trình quay, xe nào rin nói rin, xe nào đã làm máy qua sửa chữa em Miền cũng nói luôn nhá. Đó, vì số lượng xe quá nhiều thì em Miền sẽ làm từng clip. Và clip đầu tiên em Miền sẽ dành cho những dòng AB125 2017, 18, 19, 20. Và đây thì em Miền cũng có một chiếc AB. Và đây là mẫu AB đời mới nhất nhá. Đó, cho mọi người dễ hình dung ra. Màu xanh kết hợp với màu đen, đời 2020 luôn. Và xe này thì cũng không khác gì xe mới mọi người, độ đẹp là 99% luôn. Và đặc biệt xe vô rất nhiều inox luôn. Thì nói chung là tùy vào sở thích, nhưng em Miền cảm nhận là mẫu xe này thì người ta không chuộng bằng mẫu 125 mẫu cũ nhá. Biển số 79C159826 nhá. Xe mua một đời chủ duy nhất luôn. Đó, xe thì đầu nồi zin, nước sơn 100% zin đét luôn, ốc tản phải nói là bảy màu luôn nhá. Đó, trong quá trình quay xe nếu anh chị em bà con quan tâm kết bạn Zalo 0967424911, em Miền sẽ tư vấn ký từng chiếc xe một cho mọi người xem. Cần thiết em Miền sẽ nổ máy và quay cận cánh luôn nhá. Nói thì nói vậy thôi, nhưng dòng xe này thì về độ đẹp, độ bền thì không cần nói tới luôn. Và đặc biệt em Miền có hỗ trợ ship và có trao đổi xe. Anh chị em bà con đang xem live đây, ví dụ mình ưng con nào mà muốn đối xe kết bạn Zalo, chụp hình chi tiết nhá. Đây là AB125 màu xanh nhá. Đây, rất mới và đẹp luôn. Xe này mới chạy đúng 5.000 cây số thôi anh chị em bà con nhé. Đúng 5.000 cây, inox rất là nhiều đây. Đó, và đây là có những cái dòng AB150 này. Đó, 44.500 anh, 44.500. Cái này phiên bản ABS cao cấp, phiên bản màu xanh. Xanh này là xanh nhám kết hợp với đen, xanh ơi xanh nâu mọi người, đẹp lắm nha. Những dòng xe này về đồ đẹp thì khỏi bàn cái rồi, 99 đến 100% là đẹp giống như xe mới luôn. Đó, đây phiên bản ABS luôn. Đây là sự khác biệt nha.
về cái máu má thì nó không khác, nó chỉ khác là giữa chiều khóa thông minh thì nó giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác cái ABS với không ABS với là cái phân khối thôi. Máu 150 nhá. Con này là biển số 63P137395. Cậu ơi dồn Vision lại một chỗ đi để em quay nhá. Đó, và đây thì còn một vài chiếc, đây thì nốt cong em liền quay. Và đây sẽ là những cái dòng AB nó rẻ hơn xíu, cũng là 125, cũng 2017-18. Nhưng mà cái này là lên chìa khóa thông minh và nó là màu trắng tinh nhá. Đó, đầu và nồi những chiếc xe này thì 100% em liền đang quay, đấy là Rindet nhá. Nếu như anh chị em bà con nhận xe mà làm máy rồi trả xe hoàn tiền 100%. Nhận xe không như ý thì có thể là mình đổi chiếc xe khác trong vòng 2 tuần nhá. Đó, chiếc xe này biển 70B236762. Rất nhiều inox được vô ở đây này. Đó, phuộc này. Đó, tem 3D rất mới và đẹp luôn. Và em liền đang chào bán chiếc xe này với giá là 24.800.000 đồng. Thì mọi người cũng biết cái dịch bệnh đưa lại rất nhiều khó khăn chung với tất cả anh chị bạn và em liền luôn. Nhưng mà may mắn thay là em liền vẫn được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng xa gần và vẫn chốt xe được. Không ít thì không nhiều nhưng mà cũng đủ để trang trải cuộc sống nhá. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng thân yêu rất nhiều luôn. AB này 24.800.000 nhá. Đó, mọi người muốn xem chi tiết cứ kết bạn Zalo miền sẽ chụp cận cảnh chi tiết hơn. Nhưng mà xe như thế này là cũng đủ 99% để mọi người cảm nhận rồi. Xe không tẩy trước, máy móc êm ru, đặc biệt lên chìa khóa thông minh. Đời 2017 nhá. Lưu ý là miền có hỗ trợ sang tên đổi chủ và vì dịch bệnh nên là chỉ tạm dừng một vài ba tuần thôi nhá. Và bên cạnh đây là một chiếc xe phải nói rất mới luôn. Con này là máu 2019 nhá. 69H131289 nhá. Hàng bó máu và phán chất đời sau cùng luôn. Màu xám bạc rất mới và đẹp, chìa khóa thông minh luôn nhá. Cái xe này thì mới chạy được 5.000 cây số thôi. Em liền chào bán chiếc xe này 32.500.000 đồng. Có trao đổi xe, có hỗ trợ trả góp và đặc biệt có hỗ trợ ship trao đổi xe tất cả các loại luôn. Đó, xe thì khỏi phải bàn cái rồi, rất mới và đẹp nhá. Từng chi tiết trên xe rất đẹp luôn. À thì số lượng xe quá nhiều thì em liền không để thử máy hết được, nhưng anh chị em bà con yên tâm nhá. Xe là bao êm, bao rin, bao chất, bao chạy luôn. Đó, như vậy thì dòng AB nãy thì em liền quay một vòng thì mọi người cũng cảm nhận là xe thì rất nhiều giá luôn. Chúng ta tùy vào tài chính của mình để mua thôi, chứ xe thì quá nhiều giá để mọi người lựa chọn. Và lưu ý là em liền đang quay mẫu AB. À thì tại vì AB này, AB đời mới thì nốt cong nhà cũng còn ít, AB đời cũ thì nốt cong, lát em liền sẽ quay luôn. Tức là em liền sẽ quay chung tất cả dòng AB để mọi người tham khảo nhá. Và đây cũng là một chiếc AB 2017 màu xanh, biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ ký giấy luôn nhá. Đó, và con này thì xin lỗi mọi người, con này bị lộn mọi người, con này là biển 68 nhá. À, biển 59V254002. Đó, mọi người không phải suy nghĩ về độ đẹp của nó, rất xuất sắc luôn. Đầu và nồi còn 100% trên luôn. Và con này thì em liền sẽ bà chào bán cho quý anh chị em bà con với mức giá là 25.500.000 đồng. 25.500.000 đồng sở hữu ngay một chiếc AB. Đó, mọi người nhìn tem để zin nước sơn 100%, ốc tán 7 màu luôn nhá. Đó, với giá 25 năm. 24.8, 25 năm đó. 26, 27 triệu có hết luôn cho mọi người lựa chọn. Và nốt công thì mình sẽ quay chiếc AB mẫu cũ này luôn. AB này thì là mẫu 125 phiên bản đèn LED. Và mẫu xe này thì cũng là một trong những dòng xe được rất nhiều anh chị em bà con quan tâm. Tại vì dòng xe này chạy cực kỳ bền luôn mọi người nhá. Biển số 93P164241. Nói chung dịch bệnh thì cũng chưa biết khi nào hết. Nếu mà người thực sự quan tâm cần xe đi làm thì cứ liên hệ với em miền sẽ hỗ trợ hết mức tối đa nhá. Đó, phiên bản màu xanh lớt này, kết hợp với bạc rất đẹp và mới luôn. 100% là tem Rindet ở đây luôn nhá. Con này em liền chào bán với giá là 20.500.000 đồng. Đó, mọi người nhìn phiên bản in 3D nước sơn Rindet luôn này. Đó, quay cận cảnh chi tiết này, hầu như 99% xe nằm tại xe máy Thanh Đoàn là đều Rindet luôn nhá. Đó này, phuộc không xì nhớt này. Ở đây có thêm inox này. Ở đây là 3D xanh ngọc rất chi là tuyệt vời luôn. Con này để quý anh chị em bà con với mức giá là 20.500.000. Và nếu mọi người muốn chưa đủ tiền hoặc là chưa đủ cái khả năng tài chính thì mình có thể lựa chọn những chiếc xe rẻ tiền hơn. Con này thì đầu đã có làm qua rồi và máy rất chi là êm luôn. Cái này thì gọi là AB đầu bò mọi người nhá, AB 110, nhưng nó đều có FI rồi. Con này thì biển 59 thành phố và bán 11.500.000 đồng. À, biển số là 59 này, F109958. Nói chung về dòng AB thì tại cửa hàng còn khá là nhiều nên em liền sẽ cố gắng quay hết để mọi người xem và tham khảo và lựa chọn luôn. Thì đây là cũng một trong những dòng AB 125, mẫu của nó đúng chất là 2017-18 nhưng mà đăng ký đầu tiên nhá. Giống như là cái ngày mua là 2019-2020 mới mua. Đấy, máy E166956 xe đẹp lắm mọi người.
rất mới và đẹp luôn. Đặc biệt có nhiều cái ốp titan rất độc và lạ, không phải ốp titan mà là ốp carbon đó, màu xanh đen. Mấy cái này là thêm inox vào. Nói chung mua xe thì em biển nghĩ là không nên cho inox về nhiều, nhưng mà mình có thể là mình lắp một vài chỗ để nó nối bật chiếc xe. Ví dụ như chủ nhân của chiếc xe này thì người ta không lắp nhiều đâu, lắp một vài chỗ để cảm giác cái xe nó sáng hơn một xíu thôi nhá. Đó, nhiều khi nhiều quá vừa tốn tiền mà không có mắt thăm ý là nó thành xấu luôn. Nên em biển nghĩ là inox thì lắp vừa phải thôi, và thậm chí mà lắp và để một thời gian nó xấu lắp nó xuống lắm. Vì dịch bệnh là số lượng xe khách đặt cọc khá nhiều chứ đi giao được. Cầu mong cho sớm hết dịch để đi giao cho khách lấy tiền nữa. 77E66965 AB125 màu xanh đen để quý anh chị em và các bạn với cái mức giá con này là 28.500.000 đồng nhé. Còn bên này cũng là một chiếc AB, nó là chìa khóa thông minh, nó đăng ký 2019 màu xanh. Đó, xe đẹp nhé, biển số 71C143146 này. Đó, dàn chân rất mới và đẹp luôn nhé. Và những cái xe này thì em Hiền đang chào bán cho quý anh chị em và các bạn với cái mức giá là 29 năm nhé, 29 năm. Và ở trên này thì còn khá là nhiều. Đó, xe thì còn rất nhiều, nhưng mà em Hiền cái clip này thì em Hiền dành riêng cho AB để cho mọi người dễ lựa chọn. Nhiều khi quay nó nhiều quá mọi người cũng bị rối. Lát nữa thì em Hiền sẽ làm những cái clip về xe số này, xe dưới 10 triệu rồi xe trên 10 triệu rồi xe Sirius, xe Way Alpha. Đó, rồi phụ trợ để cho mọi người dễ xem nhé. Đó, ngoài ra thì dòng AB em Hiền thì còn khá là nhiều, ở trên này còn một loạt luôn. AB trên này thì hầu như là đa số là xe chìa khóa thông minh hết nhé. Đó, biển 67L216820, một chiếc AB inox rất nhiều, cũng màu xanh đen kết hợp với màu bạc. Con này thì những cái xe này thì về đầu nồi là 100% zin đét luôn nhá. Đó, dàn chân ốc tán rất sáng và đẹp này. Đó, cam niềng mới tinh. Mọi người có thể kết bạn Zalo để em Hiền chụp chi tiết cận cảnh từng chiếc xe cho mọi người dễ lựa chọn nhé. Và con xe này thì em Hiền đang bán với giá là 29.500.000 đồng. Nếu như trong mùa dịch này mọi người đang khó khăn chưa có tiền thì có thể là lưu số điện thoại em Hiền lại nhé, 0967424911. Khi nào hết dịch thì mọi người có thể ghé tham quan và mua sắm nhé. Đó, đây là loạt này. Đây cũng tiếp tục là một chiếc màu xanh với giá là 285, đăng ký lần đầu tiên là 2020. Xe này thì vào nhiều inox hơn tí thì nhìn nó sáng xe hơn nhé. Đó, để coi con này biển số bao nhiêu. Về máy móc, về độ đẹp thì phải nói là xuất sắc rồi, 86B254445 với giá 28 năm. Và đây cũng có một chiếc Sirius màu bạc 70K14600, đó, phuộc không xì nhớt. Và con này thì em Hiền sẽ để quý anh chị bà con là 30.500.000 nhá, chìa khóa thông minh luôn. Nói chung một số khách hàng thì lại không thích chìa khóa thông minh, nhưng mà tùy vào mỗi sở thích của mỗi người khác nhau thôi nhá. Nói chung cái nào nó cũng có nhược điểm và ưu điểm hết. Cái chìa khóa thông minh này nếu mà mình dùng không quen nó cũng hay rắc rối, thứ nhất với thứ hai nhiều khi nó cũng chập. Nhưng mà cái được của nó là chống trộm tốt. Đó. Đây, con AB này là màu đỏ kết màu đen kết hợp với có tem màu đỏ nhá. Thì trong cà vẹt người ta sẽ ghi là đỏ đen, đen đỏ nhá. Con này thì nói về cái phiên bản của nó là phiên bản cao cấp nhất rồi. Đó, phiên bản màu xám nhám này là phiên bản cao cấp. Thì hiện tại màu này thì tại cửa hàng còn 3 chiếc và giá thì nó cũng tùy. Ví dụ con này 2019 biển 86 này, thì mình chào bán với giá là 31.500.000 đồng. Nhưng nếu mọi người chọn con này thì mình sẽ bán 32 năm. À, thì về máy móc với cái đồ hình ngoại hình thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó đẹp hơn xíu nha. Nhìn nó mới nó đẹp hơn xíu thì giá nó cao hơn tí thôi. Con này biển số 70 Tây Ninh nhá. Nếu anh chị em bà con cảm thấy chưa rõ nét có thể kết bạn Zalo em Hiền để em Hiền chụp hình chi tiết cận cảnh cho mọi người xem. Và đây cũng là một chiếc AB màu xám inox rất nhiều. Và con này thì đăng ký 2017 và có hồ sơ cầm tay luôn. Và em Hiền sẽ bán chiếc xe này phiên bản in 3D cao cấp rất nhiều inox nhá. Với giá là 265. Em Hiền sẽ quay phía sau. Cái này thì đã có hồ sơ cầm tay thì tức là không có biến số nữa nhá, tức là đã rút hồ sơ xong rồi. Đó, cái này inox khá nhiều này. Màu này cũng khá độc và đẹp luôn, in 3D màu xám lông chuột nhá. Đó, rất đẹp và mới luôn. Rất nhiều inox được vô chiếc xe này, 26.500 bao hồ sơ. Và ngoài ra thì em Hiền còn tầm khoảng bên này còn 5-6 chiếc nữa này. Đó, thì biển số 48, con này thì rất mới và đẹp thì giá cũng rất tê luôn. Con này là 2019 phiên bản màu đen nhám là đặc biệt rồi. Con này là 33.000.000 nhá. 33 triệu cho một chiếc xe rất mới và đẹp, đáng đồng tiền bát gạo nhá. Xe chưa giảm tuốt, chưa sửa chữa, 100% zin đét nhé. Kết bạn Zalo để em Hiền quay cận cảnh chi tiết chiếc xe để anh chị em bà con dễ mua hơn nhé. Đó, và ngoài ra thì em Hiền còn 4 chiếc AB ở đây.
Đó, hai chiếc này thì đồng giá là 31 triệu 500. Tất cả đều chìa khóa thông minh và đời 2020, đời 2019 hết nhá. Đó, để em liền quay biến số cho mọi người xem luôn. Đây là chiếc AB150, còn hai chiếc luôn. Đó, con này thì 44 triệu rưỡi, con này 45 năm và có hồ sơ sẵn luôn. Đó, tại vì là quay thì mình cũng không thể nào chi tiết cận cảnh cụ thể được từng chiếc được, tại vì số lượng xe quá nhiều. Nếu anh chị em bà con thực sự quan tâm thì cứ kết bạn Zalo bên Biển, em Biển sẽ báo giá cụ thể hơn nhé. Biển 94F và con này biển 63 nhé. Đó, những cái mẫu xe này thì về độ đẹp thì khỏi phải bàn cái rồi, 99% là bao đẹp mọi người nhé. Đó, con này biển 77 này 44 năm, con này 45 năm là có hồ sơ sẵn luôn. Đó, như vậy thì dòng AB, và đây còn một chiếc AB nữa này. AB này là 125 mẫu mới. Con này là biển 43, con này là 34 triệu nhé. Xe thì khỏi bàn cái rồi, 5.000 cây, đẹp như mới. Em hiện có màu xanh và màu đỏ tùy vào sở thích của mỗi người nha. Thậm chí là có con màu trắng luôn. Đó, như vậy là dòng AB ngày hôm nay là em hiện đã tóm gọn trong một loạt rồi. Hình như là nhắm nãy giờ cũng gần 20 chiếc xe nhỉ? Khá là nhiều luôn. Để mọi người tham khảo lựa chọn. Để bây giờ em hiện xin dừng clip nhé. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, an yên và hạnh phúc. Và nếu mọi người thấy hay, nhớ like, chia sẻ, ủng hộ em hiện nhé. Và mọi người nhớ theo dõi tiếp những clip tiếp theo, tại vì bắt đầu em Hiền sẽ quay những cái dòng Vision nhá. Đó, xin chào mọi người nhé.